Xin chào các bạn nha. Hôm nay anh sẽ demo cho các bạn xem ha. Hôm nay anh buồn ngủ quá, anh mệt quá ha. Mới chạy ok đây ha. Bây giờ demo cho em xem ha. Đây ha. Anh sẽ demo đầu tiên, chúng ta sẽ mở mắt lắp lên nha. Mở mắt lắp lên, ok. Đó. Bản 2013 là 2012 cũng chạy được ha. Nó chúng ta chỉ sửa một vài file thôi các bạn ha. Đó. Bữa trước anh cài nhầm 2013 nhưng mà vẫn chạy được các bạn ha. Thì nó không sao. Bây giờ cấu hình lại cái file tí nữa nó chạy thôi. 5 phút là được rồi các bạn ha. Không tới 5 phút đâu ha. Ok. Bây giờ anh mở lên đúng không? Đầu tiên là ta mở lên ha. Tốt nhất là chúng ta cái code này folder này tốt nhất là đừng bao giờ lưu ra top ngoài ha. Chúng ta thường còn lưu vào ổ D á, đừng lưu ổ C. Là chạy nó file nó mới top được ha. Đó, để nó lót lên. Rất là nặng ha. Đó. Mở không lên trời. Mọi anh treo. Rồi ok lên ha. Chúng ta sẽ cho nó thứ một chứa ở đây là bộ OD nha. Đây là mô phỏng này ha. OD đây ha, mô phỏng đây nha, đúng không đây ha, mô phỏng đây ha. Ok, nằm đây. Chúng ta cho nó thứ một file demo nha các bạn ha, demo nha. Đó. Đó đây ha. Ở đây cái folder demo ha, chúng ta sẽ ta sẽ mở cái folder này coi. Ok. Chúng ta sẽ add cái folder này vô các bạn ha. Bây giờ nó dễ ha. Được coi, open folder đó. Ok. Chúng ta add cái folder này vô nó cho nó dễ này. Open folder ha. Đó. Rồi nha, đây ha. Mình run ở đây là anh đang lấy cái hình là gì? Ở đây là anh đang lấy cái hình là hình fish, hình cá nha. Anh run này nha. Đó. Trên folder này các bạn ha. Đó. Đến folder này là những cái file folder này đúng không? Cái file này cái file nào chúng ta phải bỏ ở đây các bạn ha. Cái nên cái muốn file nào các bạn đem cái file bỏ vào folder đó các bạn chạy đúng không đây ha. Đây là các bạn nhìn đây nha. Đây là cái hình ban đầu đúng không? Đó, còn cái hình này là hình đây là AVG là cái nhiễu thôi các bạn ha. Đó. AVG là người ta mô phỏng cái nhiễu đúng không? Đó là ban đầu kéo đầu đúng không? Đó không? Đó là hình sau khi mà chúng ta xử lý DVB-T DVB-T2 thực chất chính là DVB-T ha. Xử lý tần số 2K các bạn ha. Đó. Mà thấy không, dữ liệu ban đầu này, đó, đầu. Chúng ta truyền một cái giá trị với chúng ta truyền tín hiệu ha, cái tín hiệu thông thường là tín hiệu. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta truyền dữ liệu á, cái đường dây trong cái đường cáp á là nó chỉ có hai mức đường cáp là 0 và 1 các bạn ha. Nó chính qua đã dạy mấy tín hiệu rồi, thấy không? Đây là mình đang truyền một cái xung đúng không? Mức thấp này, mức cao, mức thấp đúng không? Đó. Thì qua này các bạn thấy nó bị nhiễu không? Nó bị mất dữ liệu không, thấy không? Đó. Nhưng mà nó vẫn còn đó mà, thấy không? Đó bị nó bị lúc truyền là một cái hình khá lý tưởng đúng không, xung vuông khá lý tưởng này đó, thì nó nhận nó bị như vậy các bạn ha. Đó, tần số như vậy đó, nó phải bị hư hao dữ liệu một tí các bạn ha. Đó ha, chúng ta điều chế nó ra đó. Đây các bạn thấy không, đó truyền dữ liệu thôi nha. Đó, đó truyền nhận ha. Đó, bên trái là truyền phải nhận mà ha. Đó, truyền nhận mà, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đó, tương tự những cái hình này nha. Thì phần này phần lý thuyết nó khó lắm các bạn, phần lý thuyết thì rất là khó nha. Đó, à, thấy không, truyền nhận mà sống cái kiểu đúng không? Đó, truyền nhận nó ok, dạng sóng không, tín hiệu sau khi điều chế sóng mang đó. Thì các bạn có tìm hiểu về cái sự đó là chính là điều chế sóng mang UFDM mà phải đọc kỹ về UFDM ha các bạn ha. Đó, đây ha cái hình này đó, thì chúng ta đổi cái hình khác nha. Đó, chúng ta vào file demo này, file gì ta chọn hình hoa đúng không, và demo lại kích demo á. Đó, chọn hình hoa đúng không, nhớ là phải BMB, file BMB mới được nha các bạn ha. Ok rồi, đó bạn lưu ý là gì, những cái hình này nó khá là giống nhau các bạn ha. Lưu ý là gì, đó hình góc đó, thấy chưa? Đó hình nhận hay truyền nhận đúng không, bạn lưu ý là sao mà đó. Thì đối với mỗi cái hình thì nó sẽ có những cái sự hư hao khác nhau các bạn ha. Đó anh chỉ demo như vậy thôi các bạn ha. Rồi xin chào các bạn nha, nhiều quá nó nặng render bây đi không nổi, chết che 5 phút rồi.